皆さんおはようございます。おはようございます。お元気ですか？元気です。như các bạn đã thấy, bạn May là cho bạn đã khổ. Thế nhưng, phải không chịu được không phải? Kino, Sakura Restaurant để đi xem phim master yo. Kino, Ano Restaurant đi kiếm master yo. Nè, Kino, Ano có thể master cả. Kino, Kino, Ano có thể master. May sau khi nghe qua bữa cơm, phải không thể hiểu và phải hỏi lại và cũng như không thể chịu được không phải? Trong giao tiếp tiếng Nhật có ba điều quan trọng, đó chính là tốc độ, phát âm và nội dung. Đôi khi chúng ta hiểu được nội dung của người nói nhưng không thể trả lời một cách phù hợp. Và sau đây là kết quả học tập của bạn Phúc sau một tháng học tại lớp tiếng Nhật phải xả của Nhật Thị Sinh.私は牛タンが好きです。私たちは牛タンが多いですね。